tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ. Cao Minh Ninh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài ABC TV. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với show câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và chương trình này được phát hành hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30 cũng như là sáng thứ ba lúc 9:30. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những sinh hoạt của các anh chị em nghệ sĩ, những thành viên trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, những thân hữu và những chương trình sinh hoạt hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, thấm thoát mà câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã gần bước sang năm thứ 10. Wow, một quá trình thời gian cũng khá dài, từ 10 năm qua. Wow, và Cao Minh Hưng phải nói là rất là biết ơn một số những vị niên trưởng đã đến sinh hoạt với câu lạc bộ tình nghệ sĩ ngay từ lúc đầu, cũng như các anh chị em nghệ sĩ đã gắn bó với câu lạc bộ tình nghệ sĩ cho đến ngày hôm nay. Và một trong những người phải nói là những người chị cả, người bạn thân hữu, một người chị luôn luôn sát cánh cùng với riêng cá nhân Cao Minh Hưng và các anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Chị cũng là từng là giữ vai trò là cụ hội trưởng của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cũng như là hiện nay thì là trong cố vấn của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và người đó không ai khác hơn chính là thi sĩ Quỳnh Giao. Cảm ơn, xin chào chị Quỳnh Giao và xin mời chị gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài ABC TV. Thưa chị Quỳnh Giao thân ái gửi chào tới tất cả các quý vị khán giả của đài ABC và chào Cao Minh Hưng, nha nhạc sĩ Cao Minh Hưng và hội trưởng câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Dạ, rất là cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, chị Quỳnh Giao phải nói là một người sinh hoạt rất là tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên là bản tính của chị phải nói rất là khiêm tốn. Chị thường phải nói là đứng đằng sau, luôn luôn cổ vũ âm thầm hoạt động, sinh hoạt, hỗ trợ các anh chị em. Ít khi nào chị muốn xuất hiện trên những show TV. Bữa nay là trong dịp đầu năm mới 2019 rất là vui, mới bắt cóc được chị cả Quỳnh Giao lên đây để chia sẻ. Vì vừa qua là trong tháng 12, nhân dịp sinh nhật của chị, thì các anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ có tổ chức chương trình mừng sinh nhật của chị. Cao Minh Hưng không dám bật mí, tại vì chị trẻ quá. Nói cái số tuổi thì chắc quý vị không thể nào tin được là chị đang ở số tuổi đó. Rất là trẻ. Và có thể nói là chắc có thể là cái nguồn cảm hứng từ văn thơ, rồi những sinh hoạt cộng đồng, rồi những sinh hoạt với anh chị em luôn làm chị luôn luôn nhiệt tình và tươi trẻ. Cũng chúc mừng chị một lần nữa cái sinh nhật vừa qua, thưa chị. Dạ, cảm ơn Cao Minh Hưng. Thật ra Quỳnh Giao mà Hưng nói rằng chị trẻ thì cũng rất là hân hạnh nhận lời đó, nhưng mà thật ra trẻ là cũng là nhờ câu lạc bộ tình nghệ sĩ rất nhiều. Tại vì sinh hoạt hàng tuần lễ với các anh chị em trẻ không à, thành ra tự mình cũng phải hòa nhập với các anh em, và mọi tất cả anh em chị em rất là quý mến, rất là đoàn kết. Thành ra chị cảm thấy rất vui trong 10 năm trời. Tự nhiên mình quên cái tuổi của mình. Mà thật ra Cao Minh Hưng nó không muốn bật mí, nhưng mà bây giờ đã 75 tuổi rồi. Đấy. Thấy không? Nhưng mà nhờ, thật sự nhờ câu lạc bộ tình nghệ sĩ, nhờ Hưng, chị đã ở với Hưng 10 năm với các anh chị em. Thành ra nhờ vậy nó mới được như thế này. Rất là vui. Bữa nay chúng tôi thường gọi đùa nói là chị Nguyễn Tiến Quỳnh Giao là chị cả của các anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và riêng với cá nhân Ngọc Bích và Cao Minh Hưng lúc nào cũng quý mến chị như là một người chị cả trong gia đình. Thì kính thưa quý vị, phải nói đến về văn thơ của chị Quỳnh Giao thì ngày hôm nay Cao Minh Hưng có hai quyển sách thơ. Quyển đầu tiên mà Cao Minh Hưng muốn giới thiệu là tập thơ có chủ đề là Trong ta ngậm ngùi. Quyển này chị đã xuất bản năm 2008 không thưa chị? Trong quyển sách này thì phía sau có một cái sơn đôi nét về chị Quỳnh Giao mà Cao Minh Hưng xin trích đoạn. Được biết là chị sinh trưởng trong một gia đình nho giáo ở miền Bắc, rất là thích văn chương, đọc thơ, làm thơ từ thuở còn học sinh, rồi lớn lên lấy chồng anh là quân nhân trong binh chủng truyền tin, rồi theo chồng rầy đây mai đó. Trước năm 75 thì anh phục vụ trong quân đoàn số 2 vùng 2 không thưa chị, chiến thuật, và chị cũng là thành viên trong hội bảo trợ gia đình binh sĩ nên thường đi thăm viếng các binh sĩ ở các tiền đồn xa, thăm và ủy lạo các thương bệnh binh gia đình binh sĩ. Chính những ngày tháng đó làm cho Quỳnh Giao có nhiều xúc cảm, bắt đầu làm thơ, và từ đó cũng được đăng rải rác trên những cái tờ như Quân đội, Văn nghệ. Và do những cái tập thơ đó thì ngày hôm nay chúng ta thấy trong cuốn tập thơ Trong ta ngậm ngùi, cũng như là Hương sắc tình thơ mà chị và một số các anh chị em nghệ sĩ như là Lê Thị Vinh, Kiều Long, Hà Ái Khanh và Phong Vũ năm 2012 cũng cho ra một cái tập thơ khác là Hương sắc tình thơ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có đôi nét để tâm tình cùng với chị thi sĩ Quỳnh Giao để nói về những cái nguồn cảm hứng
thơ, mà một trong những bài thơ mà Cao Minh biết trong cái chương trình sinh nhật vừa qua thì đã có 4 cái bài thơ của chị đã được các nhạc sĩ phổ nhạc và các anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như là Tân Hữu đã trình bày rất là hay. Một trong bản nhạc mà chúng ta thấy là có 2 bản nhạc được nhạc sĩ cố nhạc sĩ bằng phổ nhạc là Kỷ Niệm Buồn và Giọt Sầu, không thưa chị? Vâng. Bản nhạc Giọt Sầu thì được ca sĩ Diệu Mai hát rất là hay trong ngày hôm đó, và lát nữa đây chúng tôi sẽ xin gửi quý vị nhạc phẩm này. Thì chị có thể cho chị biết cái cảm xúc của chị khi mà chị viết cái bài Giọt Sầu và lý do tại sao nhạc sĩ anh Bằng chọn để phổ nhạc thế chị? Cái bài Giọt Sầu thì đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp, yeah. Và có một cái chút hơi lãng mạn ở trong đó, mơ mộng một chút xíu khi mà mình bị tinh thần nó hơi xuống một tí đó Hưng, thành ra mình lại phải tìm một cái nguồn cảm hứng nào để mà cho nó đi lên. Thì Quỳnh Sao ước mơ một cái lúc đó ông xa mất rồi, ước ơ có một cái hình bóng nào đó đến với mình, hay là mình tưởng tượng ông xa ông đi một cái vùng nào xa, ông sẽ trở về với mình để mình được sống lại những cái ngày tháng cũ, những cái cảnh đẹp ngày xưa. Thế thành ra chị làm cái bài đó và chị có ngỏ ý với nhạc sĩ anh Bằng. Thì anh Bằng anh rất là mừng là anh Bằng phổ cho bài nhạc đó. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Giọt Sầu, tiếng hát của Diệu Mai, một bài thơ từ từ sáng tác của chị Quỳnh Tiến Quỳnh Giao với sự phổ nhạc của cố nhạc sĩ anh Bằng. Và sau một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, thì xin quý vị vẫn giữ làn sóng để trở lại với phần 2 của chương trình. Giọt sầu chảy mãi theo dòng đời trôi nhanh, chưa ấy ngày tháng cằn qua mất rồi tuổi xế, qua mất rồi tuổi xế. Anh bây giờ trở lại xua nỗi buồn tàn nhanh, để đêm ngày tháng đời đây chỉ còn riêng anh, đây chỉ còn riêng anh. Giọt sầu thôi ít chảy, dòng đời hết trôi nhanh, còn đây ngày tháng mong sống lại thời xuân xanh, lại thời xuân xanh. Giọt sầu không còn nữa, dòng đời hết trôi nhanh, bên nhau ngày tháng mong em chỉ còn riêng anh, em chỉ còn riêng anh. Dòng đời trôi nhanh, chờ anh ngày tháng cả, qua mất rồi tuổi xanh, qua mất rồi tuổi xanh. Anh bây giờ trở lại xua nỗi buồn tàn nhanh, để đêm ngày tháng đời đây chỉ còn riêng anh, đây chỉ còn riêng anh. Giọt sầu thôi hết chảy, dòng đời hết trôi nhanh, còn đây ngày tháng mong sống lại thời xuân xanh, sống lại thời xuân xanh. Giọt sầu không còn nữa, dòng đời hết trôi nhanh, bên nhau ngày tháng mong
chỉ còn riêng anh. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.